Xin chào các bạn, hôm nay mình làm món bánh khoai mỡ chiên bột bột khoai mỡ, rồi lát mình hấp. Giờ mình gọt xong rồi nè các bạn, mình để vô đây mình hấp rồi lát mình lấy ra mình tán nha các bạn. Mình đậy nắp lại mình hấp nha các bạn. Nó gần chín rồi nha các bạn. Mình để hấp chút xíu nữa cho nó mềm mềm, mình dễ tán nha các bạn. Giờ mình dở nắp ra nó chín chưa các bạn? Rồi vậy là nó chín rồi nha các bạn. Giờ mình chuẩn bị mình tắt bếp. Rồi mình đi tán mịn ra nha các bạn. Giờ mình lấy ra thau mình tán nhuyễn ra nha các bạn. Mình tán nhuyễn rồi, giờ mình cho đường vào nha các bạn. Rồi mình cho sữa luôn. Mình cho bột năng vào. Bột mì nữa. Này mình mang bao tay vô mình trộn cho nó đều nha các bạn. Giờ mình trộn bột như vậy là nó gần được rồi nha các bạn. Mình trộn cho nó đều hơn như vậy nè. Rồi cái mình ủ nửa tiếng cho bột nó nghỉ, để cho nó nghỉ nửa tiếng rồi mình bắt đầu mình chiên nha các bạn. Mình để bột nghỉ nãy giờ nửa tiếng rồi, giờ mình chuẩn bị đi mình chiên nha các bạn. Mình dò xong rồi dày dày rồi mình chiên. Mình dò nó vậy nè, rồi mình chuẩn bị mình chiên nha các bạn. Giờ mình để chảo dầu lên, dầu nóng rồi mình chiên.
rỡ hơn các bạn, nó vàng. Cái này là nó chín rồi nè các bạn, chín rồi vàng. Này nãy khoai mình cũng hấp nó chín rồi, giờ mình chỉ chiên nó vàng rồi. Rồi mình để cái khác chuẩn bị chiên tiếp nữa các bạn, cái này chín mình gấp rồi. Giờ nó vàng hết vậy là được rồi các bạn, giờ mình tắt bếp mình gấp ra. Khoai mỡ chiên mình chiên xong rồi nha các bạn. Đây khoai mỡ mình chấm tương ớt mình ăn. Xin chào tạm biệt các bạn.